Nói chung là cái nhu cầu tìm được một chiếc xe ngồi 6 người thoải mái và đi được đường dài theo kiểu tương đối dễ chịu là nhu cầu rất phổ biến ở Việt Nam, nhưng không phải ai cũng có ngân sách để giải quyết bài toán này, đặc biệt là với một cái hành trình dài như kiểu là đi về Hà Giang của bạn. Thế thôi thì trong tầm giá này chúng ta cố gắng giải quyết cái bài toán theo kiểu tốt nhất có thể, và như thế tôi sẽ khuyến nghị bạn tìm kiếm những chiếc thuộc diện khung cầm rời để nó chở được thực sự đủ 6 người và nó bớt ồn gầm. Sáng giá trong cái tầm này thì vẫn là cái tên quốc dân Fortuner rồi, và tầm tiền của bạn chỉ mua được phiên bản máy dầu số sàn thôi, đét cũng sẽ là khá sâu. Chiếc này thì thực sự chẳng có gì để hỏng cả và nó là một mẫu xe dễ tìm. Còn nếu bạn muốn tìm kiếm tới với một cái giá trị theo kiểu là vui vẻ hơn một chút xíu thì rõ ràng là những phiên bản đầu tiên cỡ khoảng 2018 của chiếc Everest thế hệ hiện hành sẽ là một cái lựa chọn sáng sủa hơn rất nhiều. Máy nó êm hơn hẳn và nội thất đỡ xe tải. Và cuối cùng là nếu bạn cảm thấy hai chiếc SUV gầm rời kể trên nó không có tính chất hưởng thụ cao lắm thì mua Santa Fe máy dầu 2 cầu 2.2 bây giờ đét khoảng 17-18 gì đấy thì thực sự là nó full phè phè với option so với hai chiếc kia. Tuy vậy thì chạy đường dài chắc chắn là sẽ ồn hơn hai chiếc kia rất nhiều.